Xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cách lắp đặt những công tắc ô kém như thế này nha. Thì clip hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn từ A tới Z luôn, là từ cái lúc mà đi dây, kết nối dây, như là kết nối vô thành công tắc ô kém phía bên này nữa. Cho nên bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ quay từ cái lúc đầu tiên là thế nào. Đầu tiên là mình sẽ có cái này nha. Mình sẽ có, trước tiên là mình sẽ có một cái đế, cái mạch nạ. Ra mua cái mạch nạ thì mình biết bên này sẽ có, ví dụ như đây này, đây hiện tại thì đây sẽ có là mình sẽ làm là hai công tắc với là một ô kém, hai công tắc với là hai ô kém cho thầy nhà. Ở đây hai công tắc với là hai ô kém thì mình sẽ dùng mạch 4 nha, mạch 4 thì mình sẽ lấy mạch 4. Đây hiện tại mình đang có mạch 4 của thằng Panasonic nha. Mạch 4 thì xí nó ra thôi, phải xí nó ra chứ. mạch 4 thì chỉ có cái mạch nạ này là 4 thôi, mạch nạ này là 4 thôi nha, còn cái đây là xéo hết thì giờ mình gắn hai cái. Ví dụ như đây công tắc thì nó chỉ có hai công tắc và hai ô kém, thì mình sẽ đặt hai công tắc ở trên nha, hai công tắc ở trên và hai ô kém ở dưới, lỡ có kém quạt thì được, lỡ có kém quạt thì mình có thể kém ở phía dưới này cho khỏi bị vướng bằng công tắc nha bạn. Nhớ là công tắc mình đặt ở trên và kém mình đặt ở dưới. Rồi bây giờ các bạn theo chân mình đi lắp đặt ô kém trước đã. Rồi mình sẽ lấy cái ô kém vào công tắc. Đây thì đây sẽ có hai hộp, một hộp là ô kém này nha, một hộp ô kém này và hộp đây là công tắc này. Đó, công tắc nha. Ok rồi, đây giờ mình sẽ khui nó ra luôn chứ làm gì đâu, bếp nó ra luôn, bếp nó ra. Mình lấy hai cái ô kém, hai công tắc với hai cái ô kém. Đây là hai công tắc một chiều nha, hai công tắc một chiều. Đây hai công tắc một chiều này, đây các bạn nhìn kỹ này, đó thấy chưa, thấy đâu không, nó một chiều thì đây nó sẽ hai tiếp điểm chung này, và hai tiếp điểm là hai tiếp điểm chung. Đây công tắc một chiều thôi, tí nữa mình sẽ có clip là công tắc đảo chiều. Về công tắc đảo chiều mình sẽ chỉ cho bạn clip sau. Giờ mình lắp cho bạn về hai công tắc với hai ô kém này trước đã, đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ô kém này ra luôn, đưa ô kém cho bạn xem luôn. Đây tháo ra luôn. Đây thì đây ô kém thì nó cũng có đây. Đó kém thì nó đây sẽ có là đây, nhưng mà nhìn kỹ sẽ có L và N nha, L và N này. L thì quy định như là dây lai dây lửa thôi, còn N là dây neutral, là dây nguội này nha, dây lửa và dây nguội. Ở Việt Nam mình ghi dây lửa dây nguội, L là lửa và N là nguội. Rồi đây trong tay mình đã có bốn hai cái ô kém với hai công tắc với là hai ô kém rồi. Giờ mình sẽ đưa vô cái thành mạch 4 rồi đấy. Này đây mạch xé thì mình đi luôn 4, nhớ là cái ngàm này nằm ở dưới nha bạn, nằm ở dưới nha, là tức là giờ bây giờ mình để hai công tắc ở trên này. Mình đưa hai công tắc ở trên,
gà dễ ô mày, đưa vô gà dễ đấy. Ừ. Đó. Và hai ô kém nằm phía dưới. Hai ô kém nằm phía dưới nha. Đây. Hai ô kém nằm phía dưới. Thôi, như thế này là đã xong. Các bạn nhớ cho mình là nếu bật là bật con tách phía bên tay phải nha, bật tách, đây là bật này, bật tách, tách bật, bật là cho anh em bật qua phải là qua phải tức là bật, và ngược lại là trái là tách. Rồi xong, đây là xong cái phần để mà mới là lắp mặt nạ vô thôi. Bây giờ bắt đầu mới vô vấn đề chính là đấu dây này, vừa đấu dây này. Rồi, bắt đầu đấu dây thì mình chỉ cần dây. Giờ mình chỉ cần dây cầu. Dây cầu thì mình sẽ quy định ra là hai mèo. Dây lửa và dây nguội nha. Nhớ là dây lửa và nguội để mình phân biệt cho nó dễ, chứ không có dễ. Nếu mà dùng một dây cũng được không sao hết đó. Nếu thử biết thì dùng một dây cũng được. Còn mình đây là mình hướng dẫn cho bạn nên mình sẽ làm từng bước lửa nguội riêng. Lửa nguội riêng. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ kết khúc. Kết khúc như thế này. Đây, kết khúc nha. Tuốt dây từng đoạn nha. Đây mình tuốt dây dễ, nhưng mà các bạn mới thì tuốt dây thì cầm hai kìm cũng được. Đây tuốt dây thế này. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ kết khoảng đầm khoảng 7 phân. 7 phân thôi nha. Này. 7 phân. Rồi, tuốt thêm một đoạn nữa. Rồi, cứ thế làm tiếp, mình làm cho mình 3 dây. 3 dây như vậy nè. 3 dây đỏ như thế này. Tức là dây nguội, dây đỏ là dây lửa để mình cầu hàng này qua hàng kia mà. Hai dây là mình có hai dây độc, giờ mình làm dây tiếp theo này. Đó. Rất là đơn giản. Đó. Rồi, mình đã có 3 dây. Và nếu mà theo mình biết thì mình sẽ làm thêm một cọng dây nguội nữa thôi nha. Rồi mình biết cái ổ kém nó là như thế vậy. Một cọng dây nguội nữa là ok. Cọng dây nguội thì mình chỉ đấu qua ổ kém đó. Kém này qua ổ kém kia lấp qua thôi, lấp qua cho nó có nguội thôi. Còn công tắc là mình đi dây lửa thôi nha. Sau khi mà kết tầm 4 đoạn như thế này á, thì bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn. Đây, đầu tiên là mình ổ kém trước ra nha. Ổ kém đây, thằng thấy rõ không? Đây ổ kém ha, mình chuyển qua camera sau mình quay cho bạn xem nha.